Nếu các bạn để ý thì hầu như trong những cuộc chiến, Kakashi đều có thể phân tích tình huống và outplay đối thủ một cách dễ dàng và khiến chúng phải thua cuộc một cách không thể nào mượt mà hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn hảo và ngay cả Kakashi cũng có những lúc bị kẻ địch cho ăn hành sắp mặt và phải đợi người khác tới cứu đấy nhé. Và mình là Ben chơi điện tử, hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc thú vị mà Kakashi bị bón hành no nê từ nhẹ nhàng cho đến mém chết nhé. Bị Orochimaru ao chỉnh. Không phải chỉ có một, mà đã có đến hai lần Kakashi bị Orochimaru cho biết thế nào là lễ hội. Lần thứ nhất chính là khi Orochimaru thoát khỏi vòng tay của Đệ Tam. Khi tưởng là đã thoát được rồi, Orochimaru lại gặp thiên tài Kakashi. Thiên tài gặp thiên tài, chị đẹp Orochimaru sẽ làm gì đây? Bón hành cho Kakashi chứ làm gì nữa? Ok thiên tài đồ, Sharingan đồ, anh đây là một trong ba Sanin huyền thoại đó nha, đâu có dễ ăn như vậy. Chỉ cần một vài đòn là đủ biết Orochimaru ao chỉnh Kakashi đến mức nào rồi. Và kết quả là 1-0 cho Orochimaru. Còn Kakashi thì đứng y như tượng. Trong lần tiếp theo, chắc là đã quá quen thuộc khi ở kỳ thi Chunin. Khi đang kiềm chế nguyên ấn cho Sasuke, Orochimaru đã mò được vào tận bên trong và ngỏ ý muốn đưa Sasuke về làng âm thanh để cướp xác. Tất nhiên là vừa mới được thằng đệ cưng thì ai lại cho đi dễ dàng như vậy. Kakashi không chịu và quyết định chơi tay đôi để cho Orochimaru biết đường mà tránh. Và tiếp tục lại là lỗi sai đến từ Kakashi. Khi anh vẫn nhớ Orochimaru là một Sanin mà vẫn ngoan cố để chặn đường. Tiếp tục dạy cho Kakashi biết thế nào là trình độ chênh lệch. Orochimaru chỉ cần khiêu khích một câu là đã khiến cho Kakashi cứng họng và lung lẩy bẩy. Và từ đó không thấy Kakashi có ý định động tới Orochimaru nữa rồi. Dính ảo thuật của Itachi. Thành thực mà nói thì trong chuyến về thăm quê nhà của Itachi, Kakashi là người đã hoàn thành tốt công việc ngăn chặn của mình. Kakashi tự tin rằng mình có Sharingan nên đã bảo đồng đội nhắm mắt lại để không bị rơi vào cơn mê của Itachi. Nhưng để hiểu rõ tường tận hơn, chúng ta phải xem lại từ đầu. Máy quay đi theo hai người, nhưng không phải là hai ông bà này, mà là Itachi và Kisame. Itachi sau khi biết tin Seo Đệ Tam đã dựng lại tập đoàn của mình cho đời sau, liền ba chân bốn cẳng chạy về làng để báo tin cho Danzo biết rằng bố mày vẫn còn sống, khôn hùng thì đừng có manh động kẻo bay làng. Còn Kisame đơn giản chỉ là đi theo cho vui thôi, vì dù gì họ cũng là đồng đội. Tuy nhiên đây là Konoha chứ không phải chúng không người. Họ nhanh chóng bị chặn đường bởi các chonin của làng, và trong đó có Kakashi. Nhưng dù là chonin thì đây là Itachi và Kisame. Thậm chí dù bị chặn đầu lại còn có dư thời gian để dạy lại ảo thuật cơ bản cho Kurenai nữa cơ mà. Trong lúc cả hai đang bị ăn hành sắp mặt thì Kakashi từ đâu bay đến và giải nguy. Đỏ mắt một hồi lâu, cuối cùng Itachi cũng đồng ý dạy cho Kakashi Sharingan hàng riêu là như thế nào. Kích hoạt ảo thuật, Kakashi nhận ra và bảo hai người kia nhắm mắt lại. Còn mình vì có Sharingan nên có thể hóa giải ảo thuật của Itachi. Tuy nhiên, đó mới chính là thứ mà Itachi muốn dạy cho Kakashi. Hắn nhốt anh vào trong thế giới ảo và tra tấn Kakashi trong 3 ngày. Tuy nhiên, ở bên ngoài thì mới chỉ trôi qua trong 1 giây. Và hết 1 giây ảo thuật, Kakashi đã trở về thế giới thật. Dù đã được Kisame khen ngợi về sự tỉnh táo, nhưng rõ ràng là Kakashi không thể nào chịu nổi nữa rồi. Thật may là nhờ có Gai đến ứng cứu, chứ không thì hai người kia cũng đã đi theo Seo Đệ Tam luôn rồi. Đánh với Pain. Sau khi đã thu nhập gần đầy đủ các vĩ thú và phong ấn chúng vào ngoại đạo ma tượng, Akatsuki giờ đây thành viên cũng đã bắt đầu thưa thớt đi, buộc Pain phải đích thân đi ra chiến trường để nắm đầu cửu vĩ về. Còn bác vĩ thì giao lại cho một đám ất ơ vừa mới giết vài người trong team của mình. Tạm gác lại chuyện nhóm Taka múa máng các kiểu ở làng mây, rồi Sasuke mém nữa thì đi theo anh trai mình. Chúng ta hãy cùng theo dõi Pain trên con đường đi bắt cửu vĩ. Được gọi là sự kiện hay nhất trong phim, và hầu hết người xem đều nghĩ rằng Naruto nên kết thúc ở đây chứ không phải kéo dài thêm cho tới khi nó lòi ra thêm một thằng nhóc. Pain cuối cùng cũng đã lộ diện và kéo thêm 7 homie tiến thẳng tới làng lá. Người dân trong làng lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi thầy ma Yahiko sử dụng Shinra Tensei để quét sạch đống lá dưới đất. Và ngay sau đó, Sakura phải triệu hồi Naruto lên để quyết đấu với Pain. Nhưng trước đó thì ông thầy của bọn họ đã cạn kiệt chất ra và đi gặp cha rồi. Quay ngược lại thời gian, khi Pain bắt đầu tra hỏi người dân xung quanh về vị trí của cựu vĩ và Iruka mém nữa thì có một lỗ trên người. Kakashi đã xuất hiện kịp lúc và ngăn cản hành động của Pain. Tuy nhiên, đến thành viên của Sanin huyền thoại còn phải bỏ mạng thì Kakashi cho xin kế tuổi. Ngay từ đòn đầu tiên, hắn đã cho Kakashi thấy rằng anh không phải là đối thủ của hắn. Chưa kể đến, bọn này còn có đến 7 người thay phiên cho Kakashi ăn hành liên tiếp. Nhưng không lẽ cái danh ninja sao chép chỉ để trưng cho vui? Cố gắng chống chọi đến giây phút cuối cùng,
Kakashi nhận được sự trợ giúp của cha con nhà Akimichi và phát hiện ra bí mật đằng sau cục nam châm mà họ đang đối mặt, và dồn hết lượng chất ra còn lại của mình để sử dụng cái Kamui cuối cùng để bảo vệ Choji, rồi sau đó đến gặp cha cùng các đồng đội cũ của mình. Đây có lẽ là lần duy nhất trong phim Kakashi phải đối mặt với cái chết và thực sự sắp phải kết thúc cuộc hành trình của mình, chứ không thoát được như những lần khác. Nhưng bất ngờ chưa, Kakashi vẫn sống sờ sờ cho đến đại chiến ninja lần tư, và thậm chí là trở thành Hokage đại lục và sống cho đến tận Boruto. Bị vĩ thú hội đồng. Người bình thường đánh nhau với một con vĩ thú đã là rất khó, còn lần này Gai và Kakashi phải chơi đến tận 5 con, đến bụng là đến giúp Naruto, nhưng hai ông thầy lại mắc kẹt trong vòng tay của vĩ thú. Mà tụi nó lại đồng loạt sử dụng bông vĩ thú nữa thì mới chết chứ. Cứ cho là hai ông thầy có khả năng chống chọi lại đi, nhưng với lượng chất ra ít ỏi của người bình thường đem đi so với đống vĩ thú kia thì nó không là cái đinh gì hết. Bạn bị lát thôi à? Tình hình nguy cấp đến mức Gai muốn kích hoạt bác môn để xem có làm được gì, nhưng Kakashi đã chặn lại và nói: "Bác môn chưa kịp bật thì ta với mày đi bán muối rồi." Trong lúc này, Naruto vừa mới bị tứ vĩ nhai và nuốt. Cậu đang dùng hết sức mình để sử dụng thông não chi thuật lên nó. Thức mấy là đã thành công, và không chỉ có tứ vĩ bị thông não, Kurama ở bên trong nghe thấy mấy lời mật ngọt của Naruto cũng từ đó mà động lòng. Thực chất là trong bụng của Naruto không chán đến như thế, trong này cũng khá là vui mà. Vậy nên Naruto không chỉ có được niềm tin của tứ vĩ mà lại có được sự đồng lòng đến từ cửu vĩ nữa chứ. Thế là sau mấy trăm tập rèn luyện sức mạnh, Naruto cuối cùng cũng có thể thuần hóa được nguồn sức mạnh bên trong mình và hóa thành dạng vĩ thú hoàn chỉnh. Tuy nhiên vì phim chưa đủ cao trào và nếu ra thì sẽ không khiến bộ phim hay hơn, nên đành phải chờ chơi gần đến đoạn tứ vĩ bị nuốt rồi bọn kia ném bom, cửu vĩ mới chịu mở miệng ra mời Naruto hợp tác. Thích vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Trong khi đó, tình hình căng thẳng cực độ khi Kakashi định sử dụng Kamui để thổi bom đi. Nhưng thổi thế nào được khi có đến 5 trái bom siêu to khổng lồ được bắn cùng một lúc, mà cứ cho là thổi được đi. Nhưng thổi rồi thì đất đâu để thằng Men nó test sức mạnh của mình. Trong lúc Kakashi đã nghĩ rằng số mình chắc cũng đã tới hạn rồi, nhưng thực ra là không phải như thế. Số của ông còn dài và ông chưa thể chết được lúc này đâu. Và sau đó, Kakashi đã nhìn thấy thầy của mình, nhưng không phải là vì ăn bom vĩ thú và ngấm củ tỏi, mà chỉ là bóng hình của Minato trong thân xác của Naruto ở trong dạng vĩ thú hình mới thổi bay đống bom vĩ thú kia đi mà thôi. Trong trận chiến với Kaguya, kể ra thì gọi là lần Kakashi bị ăn hành thì cũng không đúng cho lắm. Vì trong trận này, ngay từ đầu ông thầy này có làm gì được đâu. Một bên là người thường, một bên là thánh thần. Thì dù có là ninja sao chép đã từng chinh phục chiến trận cũng khó có mà đánh lại nổi. Huống hồ gì, Kakashi bây giờ chỉ là một ông thầy bình thường và không còn Sharingan nữa. Thôi, hết thời rồi thì ở dưới xem đám đệ tử đánh nhau thôi thầy ơi. Ok em. Thế là Kakashi ngồi ở dưới coi đánh nhau thật. Bắt đầu câu chuyện, sau khi Madara nhận ra rằng từ đầu đến giờ mình bị một thằng Mama Boy lừa dối chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho mẹ nó hồi sinh. Kakashi còn chưa kịp mừng vì Madara cuối cùng đã bị tiêu diệt thì đã phải lấy lại tinh thần để đối mặt với một thực thể đáng sợ hơn. Boba cụ râu tóc bạc phơ có thể quật té hai thằng con trai đang ở tuổi sung sức bằng tóc của bả. Kakashi rõ ràng là đã nhận ra, bây giờ mà lên đó thì chỉ cần búng tay một cái là ông sẽ đi đời ngay. Trận chiến diễn ra đầy căng thẳng vì Kaguya quá âu chình hai thằng Men. Tuy nhiên, nhờ thuật harem ngược của mình, Naruto cuối cùng cũng khều được Kaguya một cái. Nhận ra rằng hai đánh một không chột cũng què, Kaguya tiện tay quăng Sasuke vào một vùng không gian không xác định để rảnh tay chăm sóc Naruto. Còn về Kakashi, không lẽ hai thằng đệ bị ăn hành như thế mà mình chỉ đứng đó nhìn? Suy nghĩ một hồi lâu, suy nghĩ đến lúc Sasuke trở về từ vùng không gian không xác định và tiếp tục bị Kaguya cho ăn hành. Lúc này, cả đám đã bị trọng lực ghim chặt xuống đất và không thể di chuyển. Naruto và Sasuke chỉ cần dính một gậy là sẽ bay màu. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Kakashi và Obito đã lao ra che chắn cho hai thằng Men để được đi trước. Nhưng mà Kakashi chết rồi thì lấy đâu ra đệ lục để cai quản làng lá. Vì thế cho nên, Obito mặc dù đã cạn kiệt sinh lực, vẫn có thể móc lấy cái Kamui cuối cùng và cứu lấy ông thầy quốc dân thoát chết trong gang tấc. Và sau đó là happy ending vì họ đã giành chiến thắng và phong ấn được Kaguya. Kakashi lúc đó còn lôi được con hàng Susanoo ngon quá trời quá đất nữa chứ. Đúng là đám đệ tử xịn như vậy thì ông thầy cũng phải có phần chứ đúng không nè. K
cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh của mình. Nếu đã xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like và một đăng ký. Và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt.